Xin chào Quỳnh. Như thầy được biết thì trước em đã học về dược. Thế như thầy hỏi là lý do tại sao mà từ dược mà em lại chuyển sang ngành học cổ truyền, và lý do tại sao mà em lại chọn thầy và đi với thầy trong vòng 2 năm qua. Và thầy cũng muốn hỏi thêm ý kiến của em qua quá trình học 2 năm đó, thì em có những cái ý kiến gì muốn cho thầy với trung tâm của thầy, phòng khám thầy phát triển thêm, thì thầy cũng muốn nghe cái ý kiến của em. Vâng, đầu tiên em xin cảm ơn thầy vì trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ em thu thập được thêm nhiều kiến thức mới, đặc biệt là những kiến thức về chuyên môn về y học cổ truyền. Thực tế thì em là một người, trước khi đi vào y học cổ truyền thì em là một người học dược trước. Thì sau này thì em thấy cái đầu tiên là cái môn châm cứu của mình, khi không dùng thuốc mà mình vẫn chữa được bệnh thì đấy là một điều rất tuyệt vời. Thì sau khi tìm hiểu một số sách liên quan đến châm cứu thì em thấy mình vẫn còn nhiều cái kiến thức mình chưa nắm được, nên là em quyết định tham gia cái lớp truyền nghề của khóa 3 của thầy để thu thập thêm, đầu tiên là kiến thức về châm cứu. Sau này khi càng học sâu thì em lại càng cảm thấy là y học cổ truyền của mình ngoài châm cứu ra còn rất nhiều phương pháp khác, ví dụ như là xoa bóp, bấm huyệt, dùng thuốc để chữa được rất nhiều bệnh. Thì trong quá trình học thì thầy cũng đã chỉ bảo cho em rất nhiều, ngoài cái mục tiêu ban đầu của em là châm cứu và sau này nữa là dược thì cũng chả biết nói gì hơn. Cả thứ nhất là cảm ơn thầy và cảm ơn các bạn trong lớp trường nghề Đông y khóa 3 đã tạo động lực cho em để cho em có thêm được nhiều kiến thức để giúp sau này sẽ giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hơn. Về vấn đề học nhà thầy thì ở trung tâm thì thực ra thì nó rất là tốt. Các bạn mà sau này nếu chúng ta mà có điều kiện thì nên tham gia một lớp để chúng ta hiểu sâu hơn về cái nền y học cổ truyền của nước nhà để có thể giúp đỡ được những bệnh nhân ốm đau sau này. Rồi, em xin cảm ơn. Cảm ơn em nhé.